Bây giờ anh em đang dùng cái máy chạy này các bạn, đang dùng cái máy cậu lúa để cho mình đè ba cái cỏ quang này xuống để cho chuột nó ra bắt chuột đồng nữa các bạn. Chút nữa bắt, máy quay trong đây, chút nữa nó đè xuống rồi cái chuột bao là bắt. Giờ mình theo cái máy dằn xuống coi có chuột bắt nha các bạn. Bánh vô thôi cho nó chạy qua bển. Chạy vô nè.
từ 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 đi. Ngồi lên coi. Con này bự nè. Đây, một con. Con gì vui gì không? Nó dằn xuống dưới đâu có lên nổi. Tách ra luôn không? Bốn con rồi nha các bạn. Con này mới bị điện vậy nè. Nó tăng tăng. Viêm vô trong cái tóc này, tóc tạm mà dắt lên đây con giáo nó chạy ở đây nè. Ủa nhẹ ngáy chập gần thịt chập rồi đó, thiếu một con nữa kìa, con chuột nhỏ. Đây con rồi nè đó. Qua đây nè, qua đây. Qua đây chụp. Rồi. Dính rồi đó. Dính dính rồi. Ủa, lùi xuống hả? Né ơi. Né sơm cái là dính nè nè nè. Rồi dính ngay chân nè, ngay chân nè. Lụm lên đi, đó, từ từ. Đó. Rồi, một em quá ngon các bạn. Coi chừng đó. Con đó là hồi nãy nó ngồi trên này nè, cái con bự đó. Nè con ít, giảm xuống cho anh tung lên. Giờ nín rồi, nín thôi mấy cái này. Đó đó, chuẩn bị nó ra. Sơm sơm, ở trước mặt á. Nè lú lên kìa. Sau lưng nghe thiệt xuống đây rồi, ngay chân này, ngay chân này, sơm cái cho nó từng lên. Ừ. Đó đó lên này, đó. Sau lưng cũng kìa kiệt chập dở quá cũng dính mà hai ba đợt. Giờ máy quay tiếp cái tình bên kia nha các bạn, bắt bên đây mới nữa nè. Hồi nãy được 4 con, giờ lại cho các bạn xem thêm nhiều nha. Nãy chụp cũng quá trời rồi đây đó, cục bự bự không các bạn, đồng đã quá. Gom vào đây một chùm nè, 8-9 con rồi. Bây giờ máy qua quay cái lùm kế bên nha. Như vậy chứ à. Rồi, cái cụm bên đây bắt xong rồi nha các bạn. Giờ quần qua cái đám kế bên, luồn để láng kế bên nè các bạn. Bao dây diệt hết cho nó sạch luôn. Giờ càng sắp xong rồi nha các bạn. Hay rồi cũng ngã tùm lum hết rồi. Giờ qua coi bắt tiếp cái kế bên này có. Gà, ăn gà, ăn gà kìa. Rồi, chích té luôn các bạn ơi. Đồ rất là bự nha. Rồi, có con tung ở bên bển nữa. Rồi, cái cụm bên đây nãy bao là được có mấy con nữa nha các bạn. Bắt được 2 con nữa.
giờ cũng được hơn 10 con rồi. Anh em bắt giờ xong rồi nha các bạn. Anh em mình giờ ra về. Ra coi ra nhiều nha các bạn. Rồi anh em mang cái gọ lên bờ về luôn. Mình cũng sẽ lên bờ về luôn các bạn ơi. Bắt nãy giờ cũng nhiều rồi. Ở đây đủ rồi nha các bạn. Có mồi rồi, mồi ngon rồi. Anh em mang lên nha các bạn, mang lên bờ về nè. Đem lên bờ các bạn ạ. Giờ mình lại coi coi nhiều nha. Nãy có mấy con rắn nữa các bạn ạ. Rắn này nó hổ mây chắc. Nó hổ mây hay hổ ngựa không? Mây. Hổ mây vậy. Được mới rồi, có con rắn ráo không nữa. Rồi được nhiêu đây nha các bạn, mồi ngon. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn xem vui vẻ thành công trong công việc.